chúc mừng ông ba ôm eo nắm hay lồ xà tiếng lầm tiếng sấm bọn con vâng xin thưa quý vị và bây giờ chúng ta sẽ trở về ngay với chương trình uống rượu cần thưởng thức rượu cần và sau này để nhân công nghiệp chúng ta sẽ khai tiền cho một tấm ngân hai và sẽ kính mời tất cả các chị chúng ta cùng uống rượu cần thưởng thức rượu cần chiếc đèn có những tiếng nhạc muôn muôn bây giờ đến lượt chúng ta uống rượu cần xin kính mời quý vị chúng ta cùng đợi chúc mừng ông ba ôm eo nắm hay lồ xà tiếng
nằm chiêng lầm chiêng thắm ngon con. Vâng, xin thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ trở về ngay với chương trình Uống Rượu Cần Thưởng Thức Trời Ơi. Và xin mời nghệ nhân công nghiệp, chúng ta sẽ khai tiệc cho một tối ngày hôm nay và sẽ kính mời tất cả các chị chúng ta cùng uống chung rượu cần uống chiếc đèn có không những chiếc nhạc muôn muôn. Bây giờ vẫn được chúng ta uống rượu cần, xin kính mời quý vị chúng ta cùng đợi hạn chế sau kia thì bắt đầu ta mơ chiêng mơ chiêng mơ trời cam ta mơ chiêng mơ uống nha mơ ta mơ của đâu nữa uống uống. Nếu mà ai không không dứt điểm 4 cốc thì chúng ta phạt thêm 1 cốc nữa là thành 5 cốc. Ôi trời, cái cốc thế nào đây mà thế tắc cả. Được chưa, được chưa? Bắt đầu. Ôi trời, bây giờ xin mời bắt tổ chức chúng ta bắt đầu. Quán ba cốc nữa nha, xin mời nha. Yêu cầu chúng ta đừng sốc nhiều quá, bởi vì sốc cần cả nó sẽ nhét vào trong, cho nên là chúng ta hạn chế đừng đâm thế này là sốc hắn lên và nhét như thế được. Được chưa? Nếu mà thấy trục trặc cái công cái việc cái cần này thì ta uống ba cốc thì anh chỉ nha. Một rồi, bây giờ cốc thứ hai nha. Mời cốc thứ hai mới được một nửa đấy ạ. Vào đây, cố lên. Wow, mới được cả 2/3. Cốc thứ hai này mới được 2/3.